cho Ad 150 gồm có những gì? Anh em cứ việc follow và chia sẻ giúp mình. Thì anh em cần bất kỳ combo dành chân cho Winner, Rider, Sakia, Sonic, Ad 150, 155, quay Sirius, đồ này kia, Rim, cứ việc liên hệ với mình sẽ quay bằng clip cụ thể như vậy cho anh em. Còn đây là combo của em trai đã chốt cọc cho mình rồi, là một cặp mâm 3 cây X-Mod gắn được như zin và tặng full nóng chỉ bạc đạn trước và sau. Anh em chỉ cần gắn canh zin vô, không cần thay canh trước luôn nha. Và đằng trước thì anh em nhớ mua giùm mình một cái đĩa kinh rách hoặc là cái đĩa 4 lỗ size 245 là có thể thế đằng trước để zin. Tại vì nó đi 4 lỗ nhỏ, anh em phải mua cái đĩa hoặc cái lồng. Ok. Còn đây là cái đĩa lớn thì anh em phải mua giùm mình thêm một cái bát CNC rất là dày và bóng, đi vô đúng heo zin. Và mình có tặng hai cái cốt cho anh em để về sàn vô heo zin. Thì cái cốt này, cái bát này là đi đúng đĩa 260, 267 cho tất cả heo zin trước Ad 150. Anh em cần thì cứ việc liên hệ nha. Kèm theo đó là những móc Titan G5. Bên mình bán 9 con, thì mâm này có 9 con anh em, mâm zin thì 10 con. Thì ốc bên mình rất là đẹp, có 16 cành một con thôi, đủ màu xanh lục bảo màu tím cho anh em. Kể cả phôi trắng luôn nha. Kèm theo đó là đằng sau là có một cái đĩa 5 lỗ giống như zin cho size zin, heo zin đằng sau của Ad 150 vô cái mâm này hoặc là mâm zin vẫn được nha. Đây anh em hai đĩa mới luôn. Kèm theo đó là một cặp vỏ gai Gosso của Kamesemi Thái Lan chính hãng trước và sau. Size 70 và 80 đi đúng cho size niền này rất là đẹp nha anh em. Anh em có thể đi được 60, 70 không ruột thì hơi nhỏ xíu. Mình có đủ luôn tất cả dòng vỏ Michelin, Camel, Ferrari, Rosso hoặc là vỏ Dunlop đồ này kia. Anh em cần thì cứ việc liên hệ, Maxxis đồ kia có đủ nha. Còn đây là đuôi dè mẫu foam mắt mèo Mã Lai cho anh em, có đầy đủ luôn, gắn về anh em sàn cái đuôi zin với cái mắt đèn bản số zin là qua là lụm. Rồi anh em nào cần bất kỳ combo nào nữa, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi suốt thời gian qua. Anh em cứ việc follow và chia sẻ giúp mình nha. Cảm ơn anh em nhiều.